chưa? Đi gì nữa sao? Có đâu này. Ủa này em nhớ mình shop nào? Có shop sẵn ở đây là shop gì? Có một shop từ mười lên đơn không có đơn từ lúc 9 giờ 10 giờ nè. Sago hả? Shop một đơn, shop đơn nào đâu nè? Shop chưa có hai đơn. Coi lại chứ kiểu nó vào được hai sáu lần nữa đó. Sắp này nhiêu gì vậy? À, chị có gửi bác lại trên nhóm một lần rồi ta. Điện khách cái thùng bông này xem. Hả? Điện khách cái thùng bông. Em điện rồi đó. Cái thì Linh nha. Ờ, em điện rồi, xử lý rồi đó. Khách ghé hả? Chị Hải rồi, có phải chị Hủy hôm bữa không?
trong lần cái nó bay vô lại. Thôi dọn xuống đi em. Lên lên lên. Lên đi, lên trên tôi làm cái đồ xuống. Em nói không? Nè nè nè. Để xuống rồi hả? Leo cây ái rồi chưa? Nha. Vậy em lấy xuống thì em rửa em leo cho nó bụi lắm á. Cái này nữa đi. Ừ cái đó ok rồi. Đây là cái này cũng xong đừng nổ nha. Em lên để em ra đi. Cái này à? Chị Tuyên đúng không ạ? À chị ơi, em bên shop bông thời trang á chị. À, em có một cái đơn 20 bông mèo của chị. Nhưng mà bên Shopee nó có không cái đơn cho hàng này chị ạ. À, bên này nó quản lý kích thước hàng hóa nên hàng mình nhẹ nhưng mà còn kênh để họ từ chối nhận cửa hàng đó chị. Thì em gọi chị để xác nhận là em sẽ đi cho chị một cái chuyện hàng 20 bông, em đi bên vận chuyển khác nhưng mà sẽ giao cho chị và thu đúng bằng số tiền trên trên sàn cho chị nha. À dạ. Vậy ngày đơn này ngày mai em đi thì tầm ngày mốt thì nhận ha. Dạ dạ cảm ơn chị. À vâng, em nhờ xíu. Cái đơn trên hệ thống á là sẽ treo không xử lý được nên chị hủy giúp em với nha. À dạ. Ê! Hey. Chờ anh tới, chờ anh tới. Thắm đi bỏ nén rồi hả?